Xin chào anh em, nay là chủ nhật mình tiếp tục nha anh em. Nay là dòng Barbie mình mới bắt về tuần rồi. Nay nhật nữa là đúng một tuần. Nay là ngày coi. Nay ngày 23. Đúng một tuần nha anh em. Mình mua chủ nhật tuần rồi, bữa nay là 23 tây. 23 tây tháng 5, bé rất là sung, hung. Quá hung. Đấy, thấy không anh em? Thấy không? Bé rất là hùng. Nuôi đúng một tuần rồi đó nghe anh em. Đây mình chọc cho bé cho nó sung lên. Hồi xíu cái mình có nắng lên cái bắt đầu mình đem ra tắm nắng cho bé nha. Là gen Barbie. Rất là hùng, đó. Hùng lắm anh em ơi. Quất táp luôn anh em, rất là sung. Đây quá hồng, hồng lắm nha anh em. Đó, đưa camera vô lên nè. Chào anh em nha, để chút xíu mình có nắng cái mình tắm cho bé.